OK, はい、始めます。はい、thì chúng ta sẽ bắt đầu vào pha đầu tiên. Hai cái pha đầu tiên đều liên quan đến động từ dạng quá khứ bê tạ. Đúng không? Cái này rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, mẫu thứ nhất. Bê tạ tô tăng ですね, tô tăng. Hay tô tăng thì chữ ní làm sao cũng được, bê tạ tô tăng. Có nghĩa là như thế nào? Bê tạ tô tăng sẽ có nghĩa là vừa mới thế này thì đằng sau nó sẽ có một hành động nào đó mang tính chất bất ngờ xảy đến. Được chưa nhỉ? Nó bằng cái bê tạ a tổ đế ngày xưa chúng ta đã học rồi đấy. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó là cái hành động hay hành động xảy ra nó mang tính khoảnh khắc nhá. Mang tính khoảnh khắc. Vừa mới thế này thì đã thế này rồi. Hơi bất ngờ luôn nhá. Ví dụ như là thế nào nhỉ? Bây giờ mình đang ngồi như này đúng không? Mình rất hay kiểu là vừa mới đứng lên một phát thì mắt nó chóng hết cả mặt đúng không? Mắt nó hoa cả mắt này. Thì sẽ nói như thế nào hả thầy? Đứng lên nhá là tachi agaru. Tachi agaru. Tachi agaru. Tachi agatta totan me ga fura fura shite ta. Chúng ta nghe được từ không nhỉ? Lưu ý nhớ là vê tạ tố tăng nhé. Hành động này kết thúc thì mới hành động sau đúng không? Tachi agatta tố tăng me ga fura fura shite iru. Đúng nhá. Đúng rồi, ok. Hay là ví dụ số 2 đúng không? Vừa mới mở cửa ra phát thì ở đâu bay đến một con vịt. Đây. Con vịt trong tiếng Nhật là gì các bạn biết không? Ví dụ như này nhớ từ con vịt rất đơn giản nhé. Ví dụ khi được là buổi trưa đúng không? Thì mình sẽ nhớ là a khi được trưa nay ăn thịt vịt thôi. Thì tiếng Nhật a khi được a khi được có nghĩa là con vịt. Ok, con này là dịch đơn giản đúng không? Doa o aketa totan a khi được ga tonde kita. So desu ne. Vừa mới mở cửa ra phát thế là một con vịt nó bay đến rồi chứ nhá, bay đến giật bắn cả tim đúng không? Hay là sáng nay đi ra khỏi nhà nhá, sáng nay đi ra khỏi nhà vừa mới mở cửa à đâu? Vừa mới ra khỏi nhà phát thì trời đột nhiên mưa, đổ mưa rào rào. Đấy. Thì cái bài trước chúng ta có một cái từ mà cách nói về đột nhiên trời mưa sẽ là ame ga furidashimasu ne. Ame ga furidashimasu. Bây giờ sẽ là vừa mới ra khỏi nhà thì trời mưa là kesa ie o deta totan ni. Mọi người nhìn nhá mọi người nhá. Kesa ie o deta totan ni ame ga furidashimasu. Tiếp theo ví dụ tiếp theo anh thầy. Ví dụ có nhiều cái trang web đen đúng không? Thỉnh thoảng mình bị virus tấn công ấy. Có nhiều thằng trên Facebook nó muốn ăn trộm nick Facebook của mình đúng không? Gửi đến những trang Facebook thì mình kích vào phát thế là gì nhỉ? Máy đơ luôn. Máy đơ. Thế nói là nhỉ? Website no link o click shita totan pasukon ga freeze shita. So desu ne, freeze shita. Hay là một cái ví dụ nữa mà dành cho các kiểu bà mẹ, chắc là nhiều người sẽ gặp trường hợp này rồi. Con gái nhìn rất là xinh xắn đúng không? Trông rất là xinh nhưng mà lấy chồng thì vừa đẻ con một phát là bắt đầu béo luôn rồi, nó như nào nhỉ? Kodomo desu ne. Kodomo ga umareta totan ni futori hajimemashita. Nghe được không mọi người? Futori hajimeta desu. Kodomo ga umareta totan ni futori hajimemashita. Hầu hết là thường là như thế đúng không? Chán luôn nhỉ, con gái khổ khổ làm sao đúng không? Hai. Ok, mọi người hiểu câu này chưa? Câu 1 rất là đơn giản đúng không? Hai. Chiki. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang mẫu thứ hai nhá. Bê tạ mama. Chắc là sono mama các bạn nghe rồi đúng không? Trong sơ cấp. Bê tạ mama. Ngoài ra cái hôm nay cách sử dụng của N3 nó sẽ còn một cái cách sử dụng nữa. Ví dụ như là danh từ no mama, chúng ta coi mama như một danh từ, là danh từ no mama và tính từ đuôi na thì cộng với na mama, hay là tính từ đuôi i mama đấy. Thì có nghĩa là nguyên cái trạng thái trước đó và chúng ta làm một hành động gì đằng sau đó. Thì cụ thể như thế nào thì chúng ta đưa vào ví dụ sẽ hiểu luôn này. Câu này chắc là trong những cái cuốn sách thường hay có đúng không? Cứ để điện như thế mà đi ngủ, không tắt điện mà đi ngủ. Ví dụ như là tối qua đúng không? Kino no ban, denki o tsuketa mama netan desu yo ne. Ok. Hai. Mọi nghe kịp không? Nhắc lại câu này nhé. Hai. Kino no ban, denki o tsuketa mama nemashita. Nechatta. Tsuketa mama nemashita. Tsuketa mama. Hai. Hay là ví dụ tiếp theo là gì đấy nhỉ? Chiều nay người yêu thầy Dũng đến đây chơi. Thế là xong rồi về chẳng biết bận việc gì mà về gấp quá thế là gì? Chưa kịp nói lời từ biệt gì đã về luôn rồi. Đúng không? Chỉ chúng ta có anh nói từng câu một nhé. Chưa kịp nói lời từ biệt đúng không? Hay. Từ biệt là sayonara thì là sayonara mo iwanai mama kaette shimatta. Sayonara mo thì cũng vậy rồi. Sayonara mo iwanai mama kaette shimatta. Kaechattan desu. Kaechattan desu ne. Ok. Ok. Hai. Hay là tiếp theo này.
hôm qua đúng không? Hôm qua mới đi gặp người yêu cũ về. Thế là ôi dồi ôi, người yêu cũ của mình vẫn xinh như ngày đầu mới yêu á, thế này vẫn như xinh như ngày xưa đúng không? Thì chúng ta sẽ có từng câu một, ví dụ như là mọi người dịch từng chữ một nhá. À, người yêu cũ là gì hả thầy? Moto kano. Moto kano. Kano kanojo. Chữ moto và chữ kano trong kanojo này, kanojo. À, thì sẽ có cái từ gì nhỉ? Hisashiburi ni atta moto kano wa izen no mama desu. 以前のままだった。以前に、ngày xưa, ngày trước á. Cô người yêu cũ mà lâu lắm mới gặp thì vẫn như ngày xưa đúng không? 以前のままだ、のままだった。ね。Hay là như thế này, những cái người con gái á, thường muốn mình xinh đẹp mãi mãi đúng không? Thì chúng xinh đẹp là kirei na mama này, thế này. Itai tức là muốn mình như thế, thế này. Cho dù có già đi nữa thì tôi vẫn cứ muốn mình được xinh đẹp mãi mãi. Thì sẽ nói như thế nào nhỉ cô nè? Toshi o totemo kirei na mama de itai desu. Đúng không? Mọi người nghe lại nhé. Toshi o totemo kirei na mama de itai desu. Itai là muốn vẫn như vậy đúng không? Itai desu. Hay là cái gì nữa nhỉ? Hay là người Nhật đúng không? Người Nhật thì ăn gì? Ăn trứng sống đúng không thầy? Ăn trứng mà vẫn nguyên như sống là Nihonjin wa nama no mama de tamago o tabete imasu. Nghe. Đó. Việt Nam còn ăn gì nhỉ? Máu sống. Đúng không? Chi được đấy. À, ăn tiết canh ấy hả? Này nhá, ví dụ Nhật sang này, ở Việt Nam ăn máu sống á, có thật không? Đúng không? Việt Nam đều là chi o nama no mama de tabeta no wa, à taberu no wa honto desu ka? Ok. Món đó ngon mà. Hay là gì nhỉ? Chắc là các bạn từng có cái kinh nghiệm này rồi đúng không? Trong túi quần mình hay đục giấy hay là đục minh tinh, đục tiền trong túi này, hay đục giấy trong túi này. Đục tiền nhá, hay kiểu đục tiền đúng không? Mình chuyên trị cho máy giặt luôn. Thì sẽ nói như thế nào? Ví dụ như là gì nhỉ? Okane o poketto ni ireta mama sentaku mono o shimashita. Sentaku shimatta n desu ne. Sou desu ne. Ok, tiếp theo vào mẫu thứ 3 đi, nhanh đi. Mẫu thứ 3 là một mẫu mà gì nhỉ? Nói về cái suy đoán của bản thân, chắc chắn là chúng ta sẽ dùng là thể thường cộng với ni chigai nai. Trong đó có một có lưu ý nhỏ là những cái danh từ hay là tính từ đôi na bình thường là đà đúng không? Bỏ đà thêm ni chigai nai luôn nhá. Chắc chắn là nhá. Ni chigai nai luôn cả na nhá. Còn đâu tính từ đôi y thì vẫn giữ nguyên y hệt luôn. Các bạn giữ nguyên. Chắc hẳn. Ni chigai nai. Hoặc là có một nữa, có một từ nữa, có một gì nhỉ, mẫu nữa rồi tương tự đó là nikimatteru. Nikimatteru chắc chắn là đúng không? Vào những ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Hay là đầu tiên là đưa ra suy đoán của mình đúng không? Tức là gì nhỉ, có một thằng nói chuyện rất là ngốc nghếch, nghe sau rồi ôi dồi ôi, với cái cách nói chuyện kiểu như thế thì chắc chắn là đầu óc hơi bị ba cạ rồi. Em nói như thế nào ấy thầy? Anna funi hanasu to wa kare wa baka ni kimatteru. So desu ne. Baka ni chigai nai. Cả hai cái đều được mà. Baka ni. Baka ni chigai nai. Baka ni chigai nai hoặc baka ni kimatteru desu ne. Hay là ví dụ như học sinh lớp N3 của mình không? Riêng bạn nào mà học hành cái kiểu là đêm không ngủ mà cứ học thôi á, thì thể nào năm nay cũng đỗ N3 đấy. Đấy. Hay Gakusei-san wa desu ne. Gakusei-san wa yoru mo nenai de benkyou shitara kotoshi no shiken ni gokaku suru ni chigai nai ha ni kimatteru desu ne. Bộ lắm, có nhiều ví dụ lắm. Hay là ui giời ơi, mình diễn tả những cái mà mình thấy cho sự thật chắc chắn rồi. Ui giời, con gái Việt Nam dĩ nhiên là phải xinh rồi. Con gái Việt Nam nó chả đẹp. Việt Nam lo chả đẹp đúng không? Lo chả đẹp chứ gì chứ, gái Việt Nam đi đâu chả đẹp đúng không? Gì đấy? Vietnamese no onna no hito wa kirei ni kimatteru desu yo ne. Ni kimatteru. Lo chả đẹp. Hay là thuê nhà ở Royal City Incom đúng không? Lo chả đắt. Hay. Royal City. Royal City no heya o karitara takai ni kimatteru. So desu ne. Gì chứ thuê nhà Royal City thì thế nào mà chả đắt, được chưa nhỉ? Ok. Hôm nay mình ăn ổi Long Biên rất là ngon. Chúng ta đặt câu là ổi Long Biên nó chả ngon. Long Biên no warm wa oishii ni kimatteru desu yo ne. Waba. Waba かな? Waba. Waba là có ổi à? Ổi ですね. Trong khuôn mặt có vẻ hạnh phúc của hai người đó thì chắc là có tin vui rồi đây.
À, có tên gì vui đúng không? そうですね。あの二人の幸せそうな顔を見ると、きっといい、いい知らせだったに違いない。そうですね。パテテオニャン、とら、ベテホシー。動詞チェテバチホシー、ネチホシー、クエンナモイング。ホシーラジ。ホシーラ、モン、ノア、モン。muốn có cái gì đó chứ nhỉ? Thế bây giờ VT Hoshi chúng ta sẽ dịch là muốn ai đó làm cái gì đó. Đấy, muốn ai đó làm cái gì đó. Ví dụ như là muốn thầy Dũng dạy tiếng Nhật chẳng hạn đúng không? Dũng sensei ni ano Nihongo wo oshiete hoshi. Dũng sensei ni Nihongo wo oshiete hoshi. Ok. Chị ghi hay là gì nhỉ? Tôi muốn mẹ tôi thì nhỉ? Sống lâu trăm tuổi nhỉ? Sống khỏe mạnh mãi đúng không? Chị sẽ nói như nào nhỉ? Hahani, hahani, itsu made mo genki de ikinagaki à, gọi là nagaiki à, nagaiki shite hoshii nhỉ? Đúng rồi. Nagaiki shite hoshii. Nagaiki là sống dài luôn á. Genki de, genki de nagaiki shite hoshii. Hay là ông chồng nào cũng muốn vợ mình mãi đẹp đúng không? Ông chồng nào muốn vợ mình mãi đẹp sẽ nói là gì nhỉ? Tsuma ni wa itsu made mo kirei de shite hoshii. ですね。Tsuma ni wa itsu made mo kirei ni shite hoshii. OK? Tôi muốn gì nhỉ? Anh về luôn nhỉ? Tôi muốn anh về. Sugu kaete hoshii. Sugu kaete hoshii ですね。Sugu kaete hoshii.Okay. Cái mẫu này vì rất là dễ nên mọi người cứ chia động từ như bình thường. Và muốn ai đó làm gì đó là ní. Ní. Hay. Và sang ngữ pháp tiếp theo. VT moraitai. VT moraitai. Ngày xưa VT morau là ai đó làm gì cho mình. Thế bây giờ là VT moraitai sẽ là muốn ai đó làm gì cho mình. Muốn ai đó làm gì cho mình đúng không? Ví dụ như là muốn thầy Dũng dạy tiếng Nhật cho nè. Thầy ơi, em rất là muốn thầy dạy tiếng Nhật cho em, là như nào thầy? Sensei, sensei ni Nihongo wo oshiete moraitai ni desu yo. Đây là làm gì cho mình nhá. Còn cái VT Hoshi vừa nãy chỉ là ai đó làm cái gì đó thôi. Đấy, muốn ai đó làm gì, còn đây là muốn ai đó làm gì cho mình. Được chưa nhỉ? Hay là gì đấy nhỉ? Ví dụ đúng không? Ví dụ mình là sếp và thầy Dũng là gì? Là nhân viên đúng không? Nhân viên đi. Bảo là mình rất là mai mình sẽ về đến Hà Nội nên là rất là muốn thầy Dũng ngày mai sẽ đến sân bay đón mình. Thì là Dũng sang ni wa desu ne. Dũng sang ni wa ashita kūkō made mukai ni kite hoshi à, kite moraitai desu. Kite moraitai desu ne. Kite moraitai desu. Hay là mình hay nói với mẹ con muốn mẹ mua cho con một cái gì đó đúng không? Con muốn mẹ mua cho con một cái ô tô. Okasan, kuruma wo katte moraitai desu. So ne. Ok. Ok. Nó gần giống như kiểu là VT itadakimasu nhỉ? VT itadakimasu nhé. Ok, hay. Rồi, tiếp theo sang hôm đến ngữ pháp số 6 rồi đấy. Số 6. 6 rồi đúng không? Ngữ pháp số 6 sẽ là ngữ pháp VT kara denai to hay là VT kara denakereba. Mới nghe nhá. VT kara denai to hay là VT kara denakereba. Động từ chia sang dạng VT các bạn nhớ nhé. Kara denai to kara denakereba. Thế thường thì ở đằng sau nó đi với gì nhỉ? Những cái động từ liên quan đến phủ định. Ok, những cái gì đó liên quan đến phủ định thì câu này chúng ta sẽ dịch là nếu như không thế này thì đằng sau nó cũng sẽ không thế này. Khó mà không, đúng không? Thì khó mà đi vào cụ thể luôn thầy nhá. Hay ví dụ đầu tiên nào thầy? Việc quan trọng như thế này, nếu mà tôi không thảo luận với cha mẹ, không nói chuyện với cha mẹ thì không, tôi không thể quyết định được. Hai, 大切なことは両親と相談してから出ないと決められないんです。ね。có hiểu không nhỉ? Được chưa nhỉ? Thôi chúng ta có thể chia rồi. こんな大切なことは両親に相談してから出なければ決められません。そうですね。Tức là phải có hành động đằng trước thì mình mới được hành động đằng sau đúng không? Hay, hay là ví dụ tiếp theo ở Nhật đúng không? Mùa xuân ở Nhật thì rất là đẹp nếu như có hoa anh đào. Thế bây giờ ngược lại dịch thành một câu là ở Nhật và mùa xuân ở Nhật nếu như hoa anh đào mà không nở thì chẳng có ý nghĩa gì cả luôn. Thế nói như nào đấy? Haru ni naru to sakura no hana ga saite kara de nakereba imi ga nai. Imi ga nai desho? Ne. Imi ga nai desho? Imi ga nai desu. Chẳng có nghĩa gì đúng không? Nếu như hoa anh đào không nở.
Đấy, mọi người có vài ví dụ gì không? Teo ate karenake wa tabe cha dame. Giờ sao? Nếu không rửa tay thì không được ăn đâu. Cũng được. Yukkuri oshiete hoshii. Câu này được đấy nhỉ? Yukkuri oshiete hoshii. Nghe qua một lượt đã thì xong rồi, mình xem lại một tí cũng được mà. Nè. Dũng sen sen mình chơi kim nguyện. Kim nguyện desu ka? Arigatou gozaimasu. Yotte kara renai to kaeranai. Kaeranai. Nếu mà không nếu không say không về. Không say thì không thể nào về. Nhưng mà cái gì ấy nhỉ? Thường là cái đằng sau nó như thế nào nhỉ? Nó gọi là cái hành động trước nó mang tính quyết định đằng sau ấy, mang tính quyết định đằng sau, đâm ra là nếu như cái câu nó hơi cứ lạ lạm sao luôn á. Không ghi chép gì. Các bạn lưu ý nhá, clip này sẽ được chỉnh sửa sau đấy. Và sẽ vẫn còn đăng lên trên YouTube nữa. Nhưng mọi người hôm nay cứ nghe thôi đã đúng không? Ishokenme benkyou shite kara denai to gokaku shinai yo. Câu này chuẩn luôn, kim chi sản. Chuẩn luôn rồi nhá. Nếu như mà không nỗ lực học hành, cố gắng hết sức thì sẽ không đỗ đâu. OK. 試験の合格できないんです。そうですね。